tạo hiệu ứng tuyệt vời chủ trì thì được chứng pháp cũng như chư tôn đức phật trong tăng cường tế phẩm phẩm và hướng dẫn hướng nam nữ các tập đoàn nơi bổng từ trở về nơi thiền tự quy sơn cùng phát tâm cúng dường hậu trì pháp tu cũng như cúng dường buổi lễ khai tăng thưa hôm nay vào giờ này tối trước đây được trang nghiêm tâm tình của đại diện quý nam nữ phật tử trong lời phát tâm cúng dường nam mô bổn sư ca mâu ni phật kính bạch hòa thượng chuẩn tông tông cùng chư tôn thiền đức trong tông tông tổ tu thiền kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh khóa tu thiền kiết xuân tại quy sơn thiền viện và hệ vũng tàu kính bạch chư tôn thiền đức tăng chư tôn thiền đức ni tham dự khóa tu thiền mùa xuân tại bổn tự hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2023, toàn thể phật tử thành nhà trong tông tông tổ tu thiền trong thiền đường duy trì thiền đường liên hoa cùng các phật tử đại diện thiền đường duy pháp đầu thành đảnh lễ xin tác hòa. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên hòa thượng chứng minh khóa tu thiền mùa xuân cùng chư tôn thiền đức tăng chư tôn thiền đức ni đồng thời kính tu toàn thể đạo hữu phật tử hành giả tham dự khóa tu thiền mùa xuân tại quy sơn thiền tự hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2023 tức ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão cũng là ngày thứ bảy hôm thứ sáu của khóa tu thiền Quy Sơn kéo dài trong 10 tuần tại đạo tràng Quy Sơn thiền tự. Phật tử chúng con là hành giả đang học thiền nhiều năm với chư tôn thiền đức trong tông phong tổ tu thiền, nhân dịp tham dự khóa tu thiền mùa xuân, đồng thời phát tâm cúng dường trai tăng gieo trồng thiện duyên với tam bảo họ hầu đền đáp thâm ân để ủng hộ duy trì danh pháp tồn tại thế gian lâu dài. Như lời Đức Phật nói chúc cho sư tổ Ma Ha Kê Diếp, Như Lai có pháp môn thẩm trì tên gọi Nhãn Tạng Thủ Thánh, Niết Bàn Diệu Tâm Phật Tướng Vô Tướng Pháp Môn Vi Diệu, không lập công tự vì ngoài tinh giáo chỉ thẳng tâm người thành tựu đạo quả, ngay giao phó cho Kê Diếp để tự truyền mãi đời sau. Đừng dạy giáo pháp này bị mai một. Học thật vậy, thiền tông tại Việt Nam có từ ngày xưa, các vị tổ sư nói chuyện không dứt, có lúc không hẳn, có đi lại siêu không. Các vị tổ sư bị thành tựu đạo quả không ngừng, như phái thiền tỳ kê đa lên chi, phái thiền vô môn không, phái thiền thảo đường, phái thiền tức lăng, vân vân. Trải qua nhiều vị tổ sư được như người đây, tổ sư lại quá, người quê sông Hồng tỉnh Phú Yên, tu thiền thanh tâm khỏi đầu phản pháp quy nhất nhất quy hà xứ, tức là quốc pháp về một, một về chỗ nào mà giác ngộ thành tựu bồ đề. Trải qua trên 300 năm từ khi tổ được quán viên tịch thì tâm Việt Nam dường như bị mai một. Kính bạch chư tôn thiền đức, trên tinh thần cầu đạo và tu đạo được gieo trồng thiện căn nhiều đời nên tam bảo Phật tử chúng con mặc dù các Phật các tổ mấy ngàn năm lại còn sanh trong thời mạt pháp, nhưng may mắn thay được gặp các môn tổ tu thiền cho hòa thượng thiền tư cực kỳ hạ lực suốt đời thiền thừa và hàng hóa. Ngày nay chúng con có cơ duyên đã gieo trồng thiện căn sắc nhã sâu dày từ nhiều đời, giờ được gặp chư tôn hòa thượng trong tâm phong tổ tu thiền nói pháp thiền của hòa thượng thiền tư ghi lực tiền chạy phát tâm thiền, hành giả chúng con có cơ duyên tu học hành trì đúng với tông chỉ đường lối tu tập từ ngày xưa, liên hòa thượng thiền tu như bậc dạy nhân nghi quả ngộ, có đi thì có đến, đi chậm thì chậm đến, đi nhanh thì đến, còn như chúng ta không đi thì làm sao đến nơi. Như chúng con thiết nghĩ hòa thượng thiền tu
thượng nghi hạ lực đem nguồn của thiền Phật giáo từ ngày xưa đắp ánh sáng lại Phật quốc thiền tông Việt Nam trên ba trăm năm mươi đời không tỏ sáng. Giờ đây cô như tôn tiền đức trong tâm không được tế pháp môn tổ sư thiền duy trì và phát huy phần tổ chức pháp luân thiền pháp pháp luân thiền mùa hạ pháp luân thiền mùa đông. Đặc biệt hôm nay tại Hương Sơn thiền tự cô mở thêm khóa luân thiền mùa xuân thời gian mùa thất hàng phật tử lớn to có cơ duyên ghi danh tham dự tu học tham thiền đúng theo nhân địa phát tâm tu hành chánh pháp duy trì danh hạnh cuối cùng thành tựu chánh quả. Cũng như hòa thượng thiền sơ dạy, quý vị được nghe sơ dạy pháp tâm thiền này rất là quý vị. Trong quá khứ từng nghe đồng thiền căn bát nhã và phát tâm xuất dường không những một phật hai phật hay ba phật mà gần gũi vô lực vô biên với Phật, hôm nay mới được niềm tin trong sạch. Phật vậy, cho ý nghĩa cúng dường trai tăng hộ trì chánh pháp, tu học pháp môn tự xuất hiện, là gieo trồng thiện căn, cũng như gần gũi vô lực vô biên với Phật trong tương lai, đó cũng là lời đáp ông Tam Bảo trong thư một, dũng mong trên chúng con thiền đức, tùy từ chứng minh công đức. Cúng dường trai tăng của chư Phật như pháp Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tha. Cảm ơn Phật Trang 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 quy lại niềm tin mai hòa tuấn sinh tạo tin đầu thì chỉ học tâm suốt ngày tình xuân chẳng thấy xuân dạ ra đi đến tương mai ngàn trở về là thấy tương mai tâm nét tương mai sẽ ở nơi đây không phải tìm kiếm nơi đâu kết quả tên chư tôn thì đức vượt qua và lời phát mặt tướng của đại diện cái năm một lần tới trong và phúc ca niên lòng sẵn mạnh chúng con và xứng trung đẳng hòa thượng tạo mấy chục lượng lưng hạ kiệt tưởng con phong mẫu sư thiền ban lại hậu tượng cho buổi lễ hôm nay thành kính cung đỉnh hòa thượng không có Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng quán của chư tôn thiền tử tâm nay đây kính thưa thành tổ Nam mô Phật. Đồ tăng sai tôi xin đại lao cái tinh công đức có mấy lần của buổi lễ hôm nay các Phật tử đã bị ngồi tôi có phép nói hai phần cực lớn đau ý các vị thủy đó các vị ngộ vị kia cứ đứng không động và các người có nhận thủy tôi xin bản phép kể lại một chuyện cái ngộ pháp của thiền khi tất cả chúng ta ai cũng biết pháp Phật quá khứ các ngài đã từng đời hiểu đau tức là quá khứ thì và tin Phật thì Phật cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi là giáng sinh trong phải ta bà này đã 49 năm du quan khắp nơi
độ được vô biên vô số chúng sinh và vô sinh pháp nhẫn. Tuy nhiên tất cả những điều của chúng ta đều là ở nơi và vị A La Hán. Bởi theo lời Phật dạy hàng năm, các vị A La Hán đều quân tập vào một cuộc xứ nhất định để an cư kiết tạng. Và đạo tràng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã chỉ dạy tỳ kheo dù là A La Hán nhưng là tất cả đều phải giữ ở nơi một đạo tràng an cư kiết tạng. Đặc biệt vào một năm Đức Phật và Đại chúng an cư kiết tạng, Ngài văn phùng là một tình huống của hàng bộ tánh. Và Ngài cũng là thầy của bài Đức Phật ở Pháp Đức. Nhưng một năm đó đặc biệt là Ngài ăn cơm đến ba đêm. Và chúng ta thấy rằng Phật chỉ định mỗi một vị tỳ kheo chỉ được ăn cơm một đêm mà thôi. Nhưng tại sao Ngài quan thù và bậc vận thủ của Phật Bồ Tát Ngài lại ăn cơm đến ban đêm? Và một hôm vào những ngày mãn hạ thì có một cái cuộc họp thì có Phật tham dự và Ngài Ca Diếp Phật trì. Vì thấy Ngài quan thù ăn cơm ba đêm thấy bực khi và Ngài đã cầm kiện trì nhất lên để tánh báo với đại chúng rằng Ngài không thủ trái luật và đuổi ra khỏi đạo tràng. Thế nhưng Ngài cầm cái cánh, tức là cái gì người vô vậy đó, là không có lên. Ngài dùng tất cả những phần vật của mình, nhưng mà các vị đến gần hàng A La các ngài đã có thần thông. Thế nhưng tại sao Ngài Ca Diếp lại cầm kiện kỳ không có lên? Ngay trong khi đó có vô số văn hồ điện hòa không có cả. Thì Đức Phật nói rằng ông đuổi văn hồ nào? Các vị nhớ câu Đức Phật nói với Ngài Ca Diếp và ông đại chúng rằng ông đuổi văn hồ nào? Cái từ đó là có Ngài Ca Diếp và đại chúng đều ngơ ngác và Ngài Ca Diếp đã ghi nhân duyên hội đủ một hôm nơi pháp hội Linh Sơn. Trước đạo tràng có vô số Bồ Tát tùy theo vua quan và đại thần. Đức Phật chưa cầm quan thì Ngài Ca Diếp niệm niệm tụng. Đức Phật đã biết Ngài Ca Diếp đã bỏ mộ và Ngài tuyên bố trước đại chúng rằng ta có chánh pháp giảng tạm niết bàn diệu tông, Phật tướng vô tướng phi diệu pháp tôn, giáo ngoại được truyền chỉ thẳng tâm người thay tâm thành Phật. Nay con chúc cho Ma Ha Phật Diệp. Và Đức Phật chẳng ngờ rằng ông hãy giữ gìn cẩn thận lưu truyền cho đời sau mình để đoạn giúp. Và từ đó chú tổ đã từng đời truyền cao cho đến ai cũng chưa từng gián đoạn. Trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, Phật giáo cũng theo đó có lập có suy và may mắn cho tất cả chúng ta được hòa thượng Ân Sư Kỳ Lực, người được sự chỉ dạy của hòa thượng Thượng Tịnh chùa Thượng Ân Đức Phật Phu. Hòa thượng Ân Sư Kỳ Lực người đã ra những dương tác tăng tội sư tiền. Và chúng ta cũng được hòa thượng Kỳ Lực trân trọng nói rằng giả sử phá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời
tất cả chúng ta đã gieo nhân duyên cái chánh pháp rồi, dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa, thời gian có bao nhiêu năm đi nữa, thì cái nhân duyên đó cũng không mất. Nên chúng ta đã gặp gỡ nhau tại từ ân tiền rồi, và trong mấy mươi năm, mặc dù hòa thượng cũng ghi thờ lực không còn nữa, nhưng môn nhân chúng ta tùy theo đó hàng năm đều nối tiếp bậc ân sư của mình mở tiệm khắp tất cả các nơi, và cũng mở cái hạ và cái tông. Đặc biệt năm nay tại Thiền tử Quy Sơn, hòa thượng Thích Nhật Tây phát tông khai thiền ất mùa xuân để tạo thắng duyên cho tất cả hành giả chúng ta, và cũng được trợ duyên của thượng hòa thích Trung Duệ trụ trì chùa Chi Pháp Vân Mỹ không quản ngại đường xá xa xôi về tại thiền tử Quy Sơn này, tự nhiên tiên trai uống dường, và cũng đã bao lần trao đổi công phu với tất cả thành giả chúng ta. Hôm nay cùng tất cả các họ ràng và họ giới thượng hòa Trung Duệ tiên trai uống dường hai lời cho tiếp công đức nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ giáo hộ cho thượng hòa thích hòa thượng Thích Nhật Tây sống lâu sống khỏe luôn, hàng năm mở rộng ra khóa tu mùa xuân và tiếp tục các cái đạo tràng khác an cư kiến hạ và tâm giờ thân khỏe tâm an dồi dào sức khỏe mãi là bóng cây che mắt cho tâm linh và phía sau này cũng như các cái đạo tràng khác cũng nhất tâm cầu nguyện phẩm ấn tâm bảo trì tự gia hộ cho thượng hòa thích Trung Duệ thân thể thân an cũng mãi là cây bóng cây che mắt cho tâm linh và phật tử hai thầy là nhân nam này cũng nhất tâm cầu nguyện của chúng tôi được tốt khang hoàn cảnh thân thể thân an cũng mãi và cây bóng cây che mắt cho tâm linh và phật tử nguyện cầu phật tâm tâm bảo trì tự gia hộ cho tất cả các vật tử tâm tâm cũng được hôm nay điểm tiền được tất bảo bình an tâm tốt tâm bảo và đầy tâm tâm được tôn luôn để sau không hoài và cũng đã có tất tâm cầu nguyện tất cả mọi thức phố đa sinh phụ mộc nội ngoại nhân duyên của các vị, và cũng nhất tâm cầu nguyện cho chiến sĩ đồng quân đồng bào tử thần trong nhị loại vô hồn quán đối phụ thuộc quan gia thánh chủ nghiệp báo tiền kiên tất cả những an nhiên đều tiêu diệt tất cả các vị như thiên thọ cũng quan gia tạo tràng này có đầy đủ sức năng lực để phụ trì tất cả các nhiệm vụ mỗi ngày một tuần mình và vừa quay thần tâm bảo tấn pháp thiên chân số chân về thần thánh lấy đây đối với một sư pháp toàn là những vị thần thông lợi pháp lợi phổ lấy cho đều thắng tăng và tìm đường đại chúng tăng nên chứng minh cho Nam Mô Chư Sư Bồ Tát Ma Tát Các Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kết tiếp nguyên sung nhất di hữu thức sung lên tập về chỉ có mùa xuân bất vị, khi người đó hiểu được mùa xuân như thế nào, qua đó mà giác thiền sư không có đó mặc vì sinh tàn hoa là tàn bình tiền tạc giả nhất kim mai
chớ bảo sông vàng qua đường đất đi qua sông trước một càng mai. Nhưng pháp tôn mùa xuân để chưa tôn đức về chứng minh tham dự của lễ cúng dường trai tăng và hòa thượng trưởng tông phong đã ban lời sách tấn cũng như nhắc lại những quá trình tu tập để hành giả tứ chúng của chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu học. Vào giờ này thì chúng con thành kính để cung thỉnh tại thượng tọa đại biểu Thích Trung Huệ theo lời cho hòa thượng chủ trì thiện tự quy sơn cũng như quý nam nữ tỉnh gần xa phát tâm cúng dường xin cho người cảm tạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch lên hòa thượng trưởng tông phong tổ sư thiền cũng như chư tôn hòa thượng trong tông phong pháp môn tổ sư thiền, đồng thời kính bạch lên chư tôn thiền đức tăng, chư tôn thiền đức ni và đồng thời kính thưa toàn thể nam nữ phật tử hành giả hiện diện tại đạo tràng. Thật là hạnh phúc thay cho tất cả hành giả phật tử trong tông phong vừa rồi được nghe hòa thượng trưởng tông phong ban lời bổ từ sách tấn tu học cho chúng con. Nhân dịp nhân ngày cúng dường trai tăng trợ duyên khóa tu mùa xuân tại thiền tự quy sơn vào ngày thứ bảy thất thứ sáu tại bổn tự, chúng con được hân hoan đón tiếp chư tôn hòa thượng quang lâm về chứng minh cho buổi lễ. Thật là long trọng, thật là trang nghiêm, thật là đem lại niềm tin cho hàng phật tử của chúng con để sắp tấn tu học trên con đường tu hành giải thoát. Mặc dầu chư tôn hòa thượng đường xá xa xôi, phật sự đa đoan, cũng đáp lời thỉnh mời của chúng con quang lâm Nari Sơn thiền tự để chứng minh buổi lễ và ban đạo từ sắp tấn cho toàn thể hành giả tu học trong mùa xuân khóa tu mùa xuân tại thiền tự năm nay. Vào giờ này toàn thể đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh được sự sắp tấn của chư tôn hòa thượng làm cho tính tâm bồ đề của toàn thể hành giả được tăng trưởng, lòng tin nơi pháp được tăng thêm và đặc biệt niềm tin tự tâm được tròn đầy viên mãn. Một lần nữa chúng con thay mặt trên hòa thượng thượng nhật hạ tây viện chủ chùa Quy Sơn thiền tự kính chúc khánh tế lên chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn hòa thượng trong tâm phong được sức khỏe dồi dào, luôn là cây đại thọ che mát cho hàng phật tử hành giả chúng bốn con trên bước đường tu nhân học Phật và giải thoát. Luôn nhân đây chúng con xin mạn muội xin phép chư tôn hòa thượng có đôi lời cảm ơn đến toàn thể quý nam nữ phật tử hành giả từ khắp nơi, từ nhiều đạo tràng câu hội về đây nhân sự tùng sự khóa tu phát tâm cúng dường trai tăng đảnh lễ khánh tế cũng như nghe lời sách tấn của chư tôn hòa thượng làm cho tính tâm được tăng trưởng. May nếu mai sau trong tông phong tổ sư thiền bất cứ nơi đạo tràng của pháp môn tổ sư thiền ở nơi đâu, dù tổ chức thiền pháp hay khóa tu mùa hạ mùa đông cũng như khóa tu mùa xuân, hàng phật tử chúng con hết lòng cung phụng, hết lòng phát tâm trợ duyên duy trì chánh pháp để làm tỏ rạng cho giáo hội Phật giáo cũng như làm trang nghiêm cho bổn tự.
lần nữa. Với cái tinh thần hiếu đạo và cầu đạo, toàn thể nam nữ Phật tử chúng con đã hết lòng về đây chăm lo tu học, cúng dường, duy trì mạng mặt của thiền tông. Trên được chư tôn hòa thượng mỗi lần 2 tỷ sắp tấn, chúng con thấy hân hoan niềm tin. Chúng con y giáo phụng hành và gieo năm dốc sắc đất, cúi đầu đảnh lễ tạ ơn chư tôn hòa thượng thùy từ giảng dạy cũng như trợ duyên cho chúng con trên bước đường tu học và giải thoát. Một lần nữa chúng con thành tâm cúi đầu đảnh lễ tạ ơn chư tôn hòa thượng đã quan lâm về đây chứng minh cũng như dọn nạp sự cúng dường đúng như luật như pháp của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, quý vị đã thọ trai chung cùng chư tôn thiền đức, quý vị nên im lặng. Chúng tôi xin lưu ý quý Phật tử, chúng ta thọ trai cùng với chư tôn thiền đức, cho nên quý vị phải giữ im lặng. Xin lưu ý quý Phật tử nào có pháp tăng cúng dường tre tăng tịnh tài trực tiếp lên chư tôn hòa thượng thì quý vị cũng phải từ từ. Một lần nữa
À, chúng tôi xin lưu ý toàn thể quý Phật tử nè, chúng ta thở trai cùng tra đường đại chúng, cho nên chúng ta phải giữ trật tự, phải giữ yên lặng. À, quý vị giữ trật tự yên lặng, à, mỗi mỗi thao tác không có nói chuyện. Quý vị giữ im lặng mỗi